Trận chung kết cúp C1 châu Âu giữa Manchester City và Inter Milan sẽ diễn ra lúc 2 giờ sáng ngày 11 tháng 6. Lúc này Manchester City đang đứng trước cơ hội rất lớn để có thể lần đầu tiên giành chức vô địch Champions League khi hầu hết những đối thủ lớn như Bayern Munich hay Real Madrid đều đã bị loại, thậm chí đều đã bị loại chính đoàn quân của huấn luyện viên Pep Guardiola. Nếu giành được chiếc cắp tay voi, đội chủ sân Etihad sẽ hoàn tất cú ăn ba lịch sử khi trước đó họ đã đăng quang tại đấu trường Premier League và cách đây không lâu là đánh bại người hàng xóm Manchester United để vô địch FA Cup. Hiện tại, nửa xanh thành Manchester đang có đầy đủ lực lượng mạnh nhất để hành quân đến Istanbul. Ở chiều ngược lại đây là mùa giải được cho là không thật sự thành công của Inter Milan tại đấu trường quốc nội. Cụ thể là đội chủ sân Giuseppe Meazza chỉ cắn đích ở vị trí thứ ba tại Serie A khi xếp sau Lazio và thậm chí kém đội vô địch Napoli tới 18 điểm đấu trường Premier League và cách đây không lâu là đánh bại người hàng xóm Manchester United để vô địch FA Cup. Hiện tại, nửa xanh thành Manchester đang có đầy đủ lực lượng mạnh nhất để hành quân đến Istanbul. Ở chiều ngược lại đây là mùa giải được cho là không thật sự thành công của Inter Milan tại đấu trường quốc nội. Cụ thể là đội chủ sân Giuseppe Meazza chỉ cắt đích ở vị trí thứ ba tại Serie A khi xếp sau Lazio và thậm chí kém đội vô địch Napoli tới 18 điểm. Bù lại, nửa xanh thành Milan đã có được chức vô địch Coppa Italia sau khi đánh bại Fiorentina ở chung kết và vào đến chung kết tại đấu trường danh giá nhất châu Âu. Phong độ của Inter Milan ở giai đoạn cuối mùa là cực kỳ ấn tượng khi họ đã thắng tới 11 trong 12 trận gần nhất trên mọi mặt trận, trong đó hai lần đánh bại AC Milan ở bán kết. Theo các nhà cái châu Á không thể phủ nhận thực lực của Manchester City ở thời điểm hiện tại là cực kỳ đáng sợ và việc họ được đánh giá cao hơn Inter Milan. Tuy nhiên, Inter Milan đang cho thấy một phong độ cực kỳ ổn định và hiệu quả ở giai đoạn cuối mùa khi giành chiến thắng tới 11 trong 12 trận gần nhất trên mọi mặt trận, qua đó thắng kèo 11 trong 12 trận này, trong đó rất nhiều lần đánh bại các ông lớn như Juventus, Lazio, AS Roma hay AC Milan. Vì vậy, dù được đánh giá mạnh hơn nhưng không có nghĩa Manchester City sẽ dễ dàng giang có chiến thắng, đối đầu với một đội bóng sở hữu lối chơi tấn công đa dạng cũng như rất nhiều cầu thủ đẳng cấp ở mặt trận tấn công như Manchester City ở thời điểm hiện tại chắc chắn sẽ khiến Inter Milan không dám mạo hiểm thi đấu đôi công và phương án tối ưu nhất sẽ là phòng ngự phản công. Hàng thủ của đại diện Serie A cũng đã chơi không tệ ở giai đoạn cuối mùa khi giữ sạch lưới 7 trong 12 trận gần đây, trong đó có hai trận bán kết với AC Milan. Vì vậy, nhiều khả năng trận đấu giữa Manchester City và Inter Milan sẽ kết thúc mà không có nhiều bàn thắng được ghi lựa chọn xỉu về bàn thắng trong trận này dù đang có phong độ rất ấn tượng ở giai đoạn cuối mùa nhưng rõ ràng thực lực cũng như chất lượng đội hình của inter milan ở thời điểm hiện tại khó có thể so sánh với đoàn quân hùng mạnh của pep guardiola manchester city hiện đang có đầy đủ những cầu thủ chất lượng nhất và họ cũng đang rất tự tin cũng như hưng phấn sau khi đã lên ngôi vô địch ở hai đấu trường quốc nội là premier league và fa cup vì vậy sẽ rất khó để inter milan có thể tạo nên bất ngờ trước một manchester city đang quá mạnh với việc đã đánh bại hai ứng cử viên hàng đầu ở mùa giải năm nay là Bayern Munich và Real Madrid ở tứ kết và bán kết đã cho thấy sức mạnh hiện tại của Manchester City là cực kỳ đáng sợ. Thậm chí họ từng đánh bại hùm xám xứ Bavaria với tổng tỷ số 4, 1 và vượt qua nhà đương kim vô địch Real Madrid với tổng tỷ số 5, 1. Vì vậy, dù đang có phong độ rất tốt ở giai đoạn cuối mùa nhưng với thực lực bị đánh giá thấp hơn, nhiều khả năng Inter Milan sẽ không thể đứng vững sau 90 phút. Từ những phân tích trên tin bóng đá dự đoán Manchester City sẽ có chiến thắng trước Inter Milan để lên ngôi vô địch Cúp C1 châu Âu năm nay. Được biết trận đấu giữa Manchester City và Inter Milan sẽ diễn ra lúc 2 giờ Nga Phip 11 tháng 6 năm 2023. Theo bạn giữa Manchester City và Inter Milan câu lạc bộ nào sẽ có chiến thắng và lên ngôi vô địch ở Champions League mùa giải năm nay? Hãy chia sẻ ý kiến nhận định, bình luận dưới video này nhé. Đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ tin bóng đá.